kích vào, nhấn control nó kích vào đấy không không. Đầu tiên là có đại gì? Cho nó kích vào đây nhỉ. Đừng có tư điều ra đồ lên thẻ gói đồ có thể chẳng có gì. Ok, chưa xe đây. Không, không phải không chạy lại. Cái đấy như thế là để nó chạy không lên. Em nhấn thoát, em nhấn chút C có chút lên. Chút C ra đây. Không, nhưng mà em như này là bạn em đi dùng cái gì đây. Rồi đây vào chỗ bật sang chưa? Có lúc nó mất đủ đi. Tại vì mình có 3 con đồ, con cho lờ, con đồ và view nhé. Các bạn dùng lệnh LL để các bạn xem cái cấu trúc thư mục hiện tại nhé. Đây, của mình đây. Thử localhost 2.4000 xem nó chạy không. Mình chưa thử. À được này. Có localhost 2.4000 được. Ờ nhưng mà bên ngoài là nó không chạy, không nhận. Để chơi 0.0 thì nhận. Các bạn tạo xong cái folder chưa? Buổi hôm nay là buổi thứ mười mấy nhỉ? 14 hay 15?
Các bạn tạo xong folder chưa? Rồi, khi mà bạn tạo xong folder rồi ấy thì chúng ta sẽ tạo cái controller đầu tiên. Thì như mình có nói, cái controller của trong mô hình MVC nó có nhiệm vụ là điều hướng, đúng không? Các bạn sẽ vào controller, tạo new file này. Các bạn sẽ tạo một cái là home controller trong pp. Ở trong cái file home controller này này thì các bạn sẽ tạo mình một cái class. Class là home controller cùng tên với cả cái tên file luôn nha. Home controller. Trong cái home controller các bạn sẽ tạo mình một cái function là function index nha. Đó. Ở đây các bạn sẽ echo home controller a còng index. Yeah, mình sẽ hiển thị cái string này. Thì vấn đề của mình đây là sẽ làm thế nào mình có thể hiển thị được cái dòng text là home controller. Tức là mình phải khởi tạo cái home controller đúng không? Mình phải khởi tạo home controller đúng không? Và khởi tạo xong là mình phải làm nào nữa? Để mình chạy được cái dòng echo này, mình phải khởi tạo home controller và làm nào nữa nhỉ? Hả? À? New rồi sao làm nữa? Khởi tạo sao làm nào nhỉ các bạn? Khởi tạo sao phải gọi đúng không? Ừ. Ok, nhưng mà đầu tiên ấy là chúng ta phải làm gì đã? Để khởi tạo được và gọi được chúng ta phải làm gì đã? Bây giờ nhá, cái file index này làm gì nó có hiểu được cái home controller này đâu? À đúng rồi, phải include vào đúng không? Chúng ta phải có một bước include vào. Include cái gì ạ? Controller đúng không? Tại vì nó ở trong folder controller mà. Đúng nhỉ? Gì nữa? Home controller đúng không? Chấm gì? PP đúng nhỉ? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là gì? $controller object đúng không? Bằng new gì? New gì? New gì? Ờ đúng rồi, new home controller. Rồi làm nào để gọi cái thằng kia? Làm nào để gọi cái thằng này? $ controller gì? Controller object cho đến gì? Cho đến index đúng không? Cái này đúng không nhỉ? Đó, các bạn sẽ in ra cái dòng text là home controller index phải không? Được chưa? Nhưng mà ở đây ấy, như này thì nó đơn giản rồi. Mình muốn là cái này nó include một cách tự động và gọi hàm một cách tự động cơ. Thì làm thế nào? Ví dụ mình sẽ truyền như này này. Hỏi này. Controller bằng home và action hoặc là method đi. Bằng cái index thì các bạn sẽ in ra cái dòng text này cho mình, hiểu không? Còn nếu mà gọi đến cái hàng create thì ở dưới này nó sẽ gọi hàm create, ví dụ ở đây home controller này có một cái function này là function login đi, thấy chưa? Echo này home controller login, mình sẽ copy cái đoạn này kết quả cho mình nhé. Login đó. Bây giờ nhá, mình muốn là như này này. Khi mình có cái $get
controller bằng home và method là log gì thì nó sẽ hiển thị cái dòng này. Còn khi mà bạn index thì nó sẽ vào dòng này, thì các bạn làm này. Và có một cái nữa nhá. Mình sẽ tạo một cái mà bây giờ tạm thời mình sẽ xóa cái thằng login này đi. Mình sẽ tạo mới một cái controller nhá. Là out controller, nó liên quan đến login out nhá. Out là authentication đấy. Out controller.pp. Dạ, mình cũng có một cái class ở đây. PP này. Class này. Out controller này. Trong này có một cái function là function login. Một cái function nữa là function logout. Duplicate cái chain này lên nha. Login. Logout. Logout. Đó. Các bạn biết cái mong muốn của mình là gì không? Đấy là khi mà mình truyền cái home controller này hay là out ở trên này này thì nó sẽ tự động nó gọi khởi tạo cái object của cái controller tương ứng và gọi được cái hàm tương ứng, cái phương thức tương ứng, mọi người hiểu không? Mình muốn như thế nhá. Thì ở bên index này mình phải làm viết như nào nhỉ? Đầu tiên là làm thế nào để lấy được cái controller này nhỉ, lấy cái home này nhỉ? Lấy home này bằng cách như nào các bạn? $get đúng không? Chúng ta sẽ có này, $ này, controller này, bằng này, bằng gì? $get, get gì? Get đi. Controller. Nhưng mà trường hợp người ta vào ở trang đầu tiên thì làm gì có cái get này, nó sẽ bị undefined đúng không? Thì trước đây chúng ta phải làm gì? Đúng rồi, reset. Reset kiểm tra có tồn tại không, đúng không? Reset hỏi thì bằng cái này, đúng không? Còn nếu mà không có cái này thì mình sẽ default cho nó một cái controller đi. Là gì? Mình sẽ để là home controller chẳng hạn, được chưa? Các bạn hiểu không? Mình sẽ cho controller các bạn xem. F5 này, thấy chữ home ở đây không? Dưới nha, mình sẽ comment các bạn dưới này nhá. Thấy home không? Bây giờ mình sửa này thành ABC này. Các bạn thấy ABC không? Bây giờ mình xóa hết đi thì là nó sẽ là gì? Home, tại vì là nó không reset thì nó sẽ vào cái cây fail này, thấy không? Tương tự đối với cái gì nhỉ? Method đúng không? Method mình cũng sẽ lấy như này. Method nếu không có mình sẽ lấy lại index được chưa? Tức là mình sẽ có một cái method default là index, được chưa nhỉ? Mọi người hiểu không? Rồi. Các bạn tiếp theo nhìn này. Bây giờ sau khi chúng ta có được controller rồi thì chúng ta phải làm cái gì tiếp theo? Chúng ta phải làm gì tiếp theo nhỉ? Để gọi được cái khởi tạo được cái controller chúng ta phải làm gì? Mình viết thế này rồi này. Chúng ta phải làm gì nhỉ? Bây giờ ví dụ mình muốn gọi home controller thì chúng ta phải làm gì đã? Hả? Tạo object á? Không, trước nữa. Chúng ta include đúng không? Cái dòng 8 này, include đúng không? Rồi, nhưng mà include đấy có một cái đặc biệt để include này nó phải là dynamic, nó phải động cơ. Đúng không? Include gì nhỉ? Include gì? Include gì? Controller đúng không? Gì nữa? Hả? Home controller á? Thế include lúc nào? Include home controller à? Hả? Ô sượt một cái này, gì nữa? Cái gì? Hỏi chấm á? Đô la get á? Chúng ta đã lấy ra tên controller đây này. Đô la get gì nữa? Nhưng bây giờ ấy, cái controller này
nó sẽ có vấn đề là gì? Nó không in hoa trên đầu như mình muốn in hoa trên đầu ấy, thì phải làm nào? Dùng hàm gì biết không? Có cái hàm làm up c first, được chưa? Up c first là uc là phép tắc từ upper case, được chưa? First là cái chữ cái đầu tiên. Up first cái controller này, được chưa? Bây giờ mình sẽ đây nhỉ, controller này, bảng up first controller này. Bây giờ mình sẽ echo controller cho bạn xem này. Thấy abc in hoa không? Thấy home này, thấy home in hoa không? Được chưa? Nhưng mà ở đây các bạn thấy là gì? Nó sẽ có một cái hậu tố là controller đằng sau nữa, đúng không? Đúng không? Chúng ta nối thêm cái string nữa. Upfirst này, chấm này, nối sâu này. Controller, được chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ echo cái controller này ra cho bạn xem nhé. Thấy không? Home controller này. Được chưa? Nó chính là cái này này, đúng không? Hay là bây giờ mình để đây là out này, thì nó chính là out controller này, chính là cái này này. Được chưa? Bây giờ việc chúng ta là gì ạ? Include thôi. Include gì ạ? Ta nối sâu thôi, đúng không? Dollar controller này, thấy không? Đó, nó không có lỗi xảy ra, tức là chúng ta include thành công, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn, sau khi chúng ta include được cái controller rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Khởi tạo nó, đúng không? Đây này, trong số 10 này, object controller bằng new gì? Đây không phải home controller mà là new gì ạ? New gì? Ở dollar controller. Đó, được chưa? Sau đó bây giờ chúng ta đến dòng số 11 là chúng ta sẽ gọi hàm cái method tương ứng, đúng không? Đúng nhỉ? Chúng ta mở ra object controller này. Bây giờ gọi này, bây giờ gọi 12 này. Bây giờ làm nào để gọi hàm theo cách của dynamic, các bạn biết không? Các bạn nên thêm dấu nhọn này cho mình. Dollar method. Nhìn nhá, em Nam này. Các bạn nhìn này. Home controller này, login này, tại vì mình ở đây là login này. Thấy không? Logout này. Các bạn thấy logout không? Home controller có logout à? À đây mình đang để out chứ, out nhé. Bây giờ mình quay lại home controller này. Home controller này và hàm index, đúng không? Mình sẽ viết là home này và method là gì? Index này. Các bạn thấy này, home controller index, thấy không? Thấy không? Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu chỗ này không nhỉ? Thử đi. Dễ mà.
bản thân lúc đấy của mình. Thì các bạn hiểu được cái mô hình MVC nó hoạt động như thế nào. Thì sau các bạn học cái mô hình thì nó sẽ liên quan với nhau. Tức là cái này là cái cơ chế chung, hiểu không? Đây là cái mô hình MVC cơ bản thì nó sẽ liên quan đến các bạn đi vào Facebook. Thì các bạn sẽ áp dụng cái mô hình này, cái tư tưởng này sang Facebook thì các bạn hiểu hơn. Các bạn hiểu cơ chế hoạt động Facebook. Mình cốt thì lúc mình cốt thì mình sẽ không sử dụng ở đây, nhưng mà về bản chất là có thể hiểu mô hình MVC không? Em hiểu mô hình hoặc MVC hoạt động như thế nào? Tại vì cái câu hỏi là mô hình hoặc MVC là gì là nó sẽ hỏi rất nhiều khi các bạn đi phỏng vấn, hiểu không? Cái này mình tính là không? Người ta có thể hỏi em là em có bao giờ em sử dụng tạo một cái dự án MVC mà cái kiểu ứng tốt rồi đấy chưa? Thì em sẽ tự tin rằng em có làm được. Bạn cần mình cho chúng nhỏ lại cho nó dễ nhìn hơn. Về chữ S mình cố tình đặt như thế là vì ở đây này
mình có một cái tên controller này mục đích nhá, để mình khởi tạo. Đầu tiên là mình rút nó này, cái thứ hai là mình dùng để khởi tạo luôn cái class này. Chờ mình luôn, đầu tiên mình rút này, sau đó mình dùng để khởi tạo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái file view đầu tiên nha. Mình sẽ tạo một cái folder trong này, gọi là patio. Patio, các bạn nghe bao giờ chưa? Nó là kiểu rời rạc ấy. Mình sẽ tạo hai cái file đây. File header.php. Tạo một cái file nữa là file footer.php. Đó là những cái phần mà hay sử dụng thì chúng ta sẽ để trong patio, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ để tạo một folder mới này là out.pp.
à sorry, folder out nhé. Trong out thì chúng ta sẽ tạo một cái file mới là file login.pp. Cái file login.pp này mục tiêu của nó ấy, là hiển thị cái form login. Ờ các bạn để ý nhá, lúc nãy mình nói cái folder view ấy, mục đích của nó là gì? Để hiển thị cho người dùng đúng không? Cho nên nó chỉ toàn là HTML thôi. Thấy đúng nhỉ? Đó, mình sẽ làm cái file HTML cơ bản nhá. Bên 3 CDN này. Mình bút tra vào page security chuẩn cuối. Mình có một cái một cái container grow về kubernetes 6, đúng không? Trong kubernetes 6 chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Form, đúng không? Page 3 form sẽ để login. Thông tin thì có username và password rồi nhé. Password này. Và có một cái nút là nút login. Đúng nhá. Cái form này thì chúng ta học về front end thì chúng ta làm rất là nhanh rồi, đúng không? Ở bây giờ mình sẽ quay sang một cái file là file out controller này. Đây, bây giờ mình sử dụng out controller. Và login ấy thì các bạn sẽ include cái file view này vào cho mình. Include view, à sorry, include này. Khi mà các bạn include nha, thì các bạn đang nhớ là cái out controller này, nó được include từ cái thằng index này, được chưa? Cho nên khi mà các bạn include view ấy, không phải là tính từ cái đường dẫn là từ thằng out controller này, mà tính từ cái thằng index này cho mình, hiểu chưa? Các bạn sẽ viết include này, view đúng không nhỉ? Sửa gì ạ? View sửa gì? Out sửa gì? Login.pp. Đó. Và bây giờ các bạn nhìn này, điều kỳ diệu xảy ra đây này. Bây giờ các bạn sẽ vào đường dẫn home out, được chưa? Vào controller out và method là gì ạ? Login. Đó, các bạn sẽ kết quả nhé. Thấy không? Mình ở đây mình sẽ đổi thêm một cái đây là mình include cái file view vào thôi. Nhưng mà các bạn đã thấy là gì? Cái code của mình cực kỳ clear nhá. View là ra view nhá, đúng không? View là ra view và controller là ra controller và module thì có đây. Hiện tại mình đã tải sang hai điều. Đây là controller này, có nhiệm vụ là xử lý này. View và chủ này thì phải sẽ là view. Đúng không? Các bạn nhớ để ý cái function này, giữa các cái function này, thì nó phải có một dấu enter nhé. Cách nào nào?
sau đó chơi kiểu vào tiết như này đi từ đấy từ ngay cách mình có phải đi từ mình đường dẫn lên đấy đâu, mình viết như này các bạn nhìn này, đi từ cái hỏi con tôi lơ ao này và cái tức là mình phải lấy được kết quả này. Viết như thế thì mình đã không có cái mô hình MVC để làm gì, mình cần suy ngẫm mình viết đề tài. Chính là cái ý ở trong home em. Trong index này. Đây này. Controller này hỏi hỏi. Big game method query rồi thì hỏi này controller này bằng cái gì đó. Sau là giống như đồ bà action mà. À method bà. Đây thì các bạn sẽ gọi như này này. Query string này. Controller này, 3 mạng, 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 3 mạng.
ơi. Đây là báo luôn này. In group này fail to open stream, no sub file directory, tức là gì? Em in group của cái file không tồn tại. Kiểm tra lại nha. Có lúc tin lơ. Outlearn, tức là lúc tin lơ. Outlearn. Out. Đây nhá, đầu tiên là lấy cái controller ra này cái rồi thì lấy method ra này cái rồi thì mục đích là mình sẽ gọi cái thằng không, nếu mình sẽ lấy cái controller ra này, cái method ra này thì mình khởi tạo controller này và mình gọi cái method cho cái controller đó. Cho nên là khi mà lấy controller này sẽ được rút thì em vào đây nhá, là không biết cái gì cả, mình gọi là open để thay thứ hoa này, open thứ hoa thêm controller in group này, controller sửa controller này và sửa làm cái lơ với string sẽ sai rồi. String em muốn biết biến thì em phải để đúng được nhìn kép của nhà nước. Đầu chí nhỉ. Em muốn biết câu la cơ mà nó là biến thì nó là biến. Em muốn biết nhìn kép kép. Đưa trong nhìn kép mà. Thank you.
Hình dung nhá, hôm nay mình có cái bạn include hôm giờ vào nữa. Mình group mình chưa biết để cái bạn bạn đang học tham gia cái đầu số 10. Thế nhá, đầu số 10 nhá, bình thường thì mình phải tăng một lực lượng từ một lớp đúng không? Đây không có lớp, nhưng mà cái lớp ở đây nó là một lớp đọc, hiểu không? Cái lớp này nó là string. Như này nhỉ? Bình thường em viết như này nhá. Bình thường có vẻ là như này không? Đô la controller bằng new controller đúng không? Bình thường như này đúng không? Nhưng mà bây giờ nhá, mình có cái biến là gì? Controller đó. Ờ, biến. Ừ, nó là cái biến thôi. Controller này, home controller này. Tôi chờ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta thử làm một cái ứng dụng login nhé. Chưa làm chưa đụng cái tầng mô đồ. Chúng ta làm một ứng dụng login. À, bây giờ ví dụ mình sẽ tạo một cái trang index nha. À, trước khi tạo trang index ấy thì mình sẽ, các bạn thấy là gì, mình sẽ có cái phần header footer chung đúng không? Mình sẽ tách cái phần header footer nhé. Mình sẽ đi ra cái header này, mình sẽ có một cái navbar này, BS3 navbar này, NAV này, bar này, được chưa? Navbar. Đây, navbar thì nó sẽ giống như này. Mình sẽ thêm một cái footer nhé. Mình có một cái container row cmd 4 này. Ví dụ đây là tên website của mình, mình sẽ để h3 này, t3h này, p này, nó RAM này, 10 slogan chẳng hạn đúng không? Đây, mình sẽ thêm một chút style cho nó. Mình sẽ tạo mới một cái folder đây nha. New folder là folder asset, tức là mình sẽ các cái CSS hay là giao ship mình sẽ để đây, mình sẽ tạo một folder mới là CSS. CSS. Mình sẽ tạo một cái file là file style.css ở đây. Chưa? Sao này?
M0 P0 được chưa? Mình sẽ nhúng cái file style này vào cái trang web chúng ta, click vào view này, vào cái phần login này, à, dùng thẻ link đúng không nhỉ, link này hai chấm này CNS này tab một cái này giờ chúng ta sẽ đi từ cái đường dẫn dấu sượt đến asset đúng không, sượt CSS sượt style đúng không, F5 này, F12 lên này, nó không báo lỗi, nó không báo đỏ, tức là gì, chúng ta đã nhúng cái file CSS thành công đúng không. Bây giờ mình sẽ thêm cái style cho thằng footer này nhá, footer này tìm cái file style.css của chúng ta này. Ồ, click vào dấu cộng này, background này, gray này, padding này, top này, number pixel cả hạn, padding này, bottom này, 60 pixel cả hạn. Được. Copy cái style này ném vào trong thằng style.css này đây. Đó. Mình sẽ thêm một chút cái margin nữa nha. Margin top 20 pixel chẳng hạn, để đẩy cái này xuống. Đó, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta đã có cái phần head và phần foot rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tách ra nha, để chúng ta dùng lại nha. Cái phần login này, cái phần head nó sẽ tính từ đâu các bạn? Từ cái nap này lên đúng không? Cắt ra, paste vào header. Được đây, bây giờ quay lại trang login này. Cái footer này sẽ tính từ cái gì ạ? Từ cái footer này đúng không? Chúng ta lại tiếp tục cắt ra này, paste vào footer này. Được chưa? Vào đây, chúng ta đơn giản là gì? Include nó vào thôi, đúng không? Đúng không? Chúng ta sẽ input cái thằng header vào đây, pp này, include này. Include thì chúng ta cũng đi từ đường dẫn từ cái thằng index nha, chấm sượt này, chấm sượt view sượt partial đúng không, header pp và tương tự đối với footer, được chưa? Thì chúng ta sẽ được kết quả tương tự, hiểu không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ tái sử dụng được lại cái view này, hiểu không nhỉ? Đây nhá, mình bây giờ mình muốn sửa một chỗ thì mình chỉ cần sửa đây này. Ví dụ mình sửa cái container flow này thành container này thì nó sẽ được tất cả các chỗ luôn, hiểu không nhỉ? Mình sẽ thêm cái padding cho cái thằng con thằng lúc gì này cho nó đẹp style này, padding này tốt này, 200 pixel hả, bottom cũng 200 luôn đó, như vậy đúng không? Xịn sò chưa? Thích thì thêm cái user vào đây nữa này. Authentication image chẳng hạn. PNG đúng không? Cho nhìn nó ngầu. Hình ảnh này. Dựng thêm cái ảnh này đi. Copy image address này. Đúng không? Đi chui vào container này, cumd6 này, chấm cumd6 này, bs3 img image nhé, bs3 image paste vào và chúng ta được kết quả như sau. Đấy, màu mè một chút rồi, những cái ảnh này nó cũng được hợp lý lắm.
Đấy cái này đi. Copy lên các bạn. Paste vào. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một phần đăng nhập nhé. Ví dụ làm phần đăng nhập đi. Thì chúng ta sẽ viết như sau này. Bây giờ mình sẽ có một cái function ở trong cái thằng login này nữa. Đấy là thằng login submit. Đấy, ví dụ thế. Ở đây thì nó sẽ nhận cái dữ liệu từ cái thằng login, cái login form này. Và login thì chúng ta dùng cái method gì nhỉ? Với form ấy. Post đúng không? Để nó không bị show cái dữ liệu lên thanh URL đúng nhỉ? Và đây mình sẽ thử echobre cái $post ra xem nó gì nhá. Và đam $post. Ở bên cái phần view này, quay lại thằng Kubernetes 6 đầu tiên này. Action mình sẽ gửi đến là gì ạ? Mình sẽ gửi đến thằng controller bằng gì? Hỏi này, đúng không? Controller bằng gì ạ? Bằng gì? Out. Và action bằng gì? Bằng login submit, đúng không? Mình sẽ để name cho thằng username này, name này bằng username. Để name vào thằng password đúng không? Là password này. Rồi, chạy nha. Không điều gì xảy ra đúng không? Nhập này. Admin này. 1 2 3 4 5 6 này. 1 2 3 4 5 6 nhấn login. Ồ, lỗi. Nó đã gửi đến login submit rồi đúng không? Nhưng mà tại sao bị lỗi? Tạm thời comment cái đoạn này nha. Login submit. À không phải action các bạn ạ, nó là gì nhỉ? Method chứ. Method đúng không? Đây xem nó gửi dạng cái gì nha, back lại này. F5 này. Admin này. 1 2 3 4 5 6 login. Đó, các bạn thấy không? Cái gì ạ? Cái dữ liệu bên cái form ấy nó đã gửi sang bên cái thằng này. Đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta chia cái logic ra đúng không? Thay vì chúng ta tạo ra hai cái file lần trước là các bạn nhớ là tạo một file create và một file store. Bây giờ chúng ta tạo hai cái thằng. Và nó sẽ là đối tượng. Đây. Hiểu nhá? Và đây thì chúng ta sẽ xử lý đăng nhập thôi, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra username có bằng admin hay không và password bằng admin hay không chẳng hạn. Chúng ta đăng nhập thôi, đúng không nhỉ? Các bạn hiểu không? Đây là cái cách mà chúng ta có thể gì ạ? Chuyển cái form, dữ liệu từ form từ action này sang đến gì? À, từ method này đến method khác. Mà các bạn thấy là gì? Nó đang cùng một class là out. Hiểu không? Tức là những cái logic gì liên quan đến đăng nhập, đăng ký thì chúng ta để hết trong class này. Rồi, nhưng bây giờ đến đây thì chúng ta phải làm cái bước liên quan đến truy vấn cơ sở liệu đúng không? Query đúng không? Chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ có một cái lớp mô đồ này. Đó. Và bây giờ sẽ tạo một cái mô đồ để truy vấn cơ sở liệu nha. À, đấy là ví dụ về login. À, bây giờ mình sẽ làm một cái
mình đang có student controller đúng không ạ? Mình đang có một thằng bảng student trong cái T3H đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo một cái student controller này. New file này. Student controller này. .pp này. Được chưa? Student controller. Mình có một cơ sở dữ liệu là T3H đâu nhỉ? Đây. Đây student này, được chưa? Đây, danh sách sinh viên của mình ở đây. Class này, student controller. Mình sẽ có một cái function là function index, được chưa? Function index nó sẽ hiển thị tất cả các cái sinh viên, được chưa? Cho nên là mình sẽ tạo mới, mình sẽ include cái file view vào đây. Include gì? Include này, view này, sượt này, student này, sượt này, index, được chưa? Mình vào view, mình tạo mới một cái folder student. Yeah. Trong folder student mình sẽ tạo một file là index.pp. Yeah. Đây là cái file view của chúng ta. Cái file view này thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ làm gì ạ? Include cái header vào đúng không? .pp này. Nhưng mà các bạn thấy là cái việc mà include cái header ấy nó rất là mất thời gian. Các bạn viết một đoạn rất là dài đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ phải có một cái cách nào đó để chúng ta viết ngắn gọn hơn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn vào Untin, các bạn viết cho mình một cái file mới này là helper.pp. Đây là cái file lưu, nó là trong cái helper này là những cái function mà chúng ta hay sử dụng, được chưa? .pp này. Mình sẽ định nghĩa này, một cái hàm đây. Function này là get header. Tức là chúng ta lấy header. Get header thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Include vào thôi, đúng không? Như thằng view này. View vào out này, login này. Đây. Helper. Get header thì chúng ta sẽ include cái header vào. Được chưa? Tương tự đối với get footer, được chưa? Được. Và chúng ta phải include ở ngoài cái index này nha. Thì chúng ta sử dụng cái helper ở global nha. Được. Và bây giờ ấy, chúng ta sẽ quay lại cái view index của chúng ta, student index. Chúng ta sẽ get header ở đây. Chúng ta không cần quan tâm đường dẫn của nó là gì nữa. Và chúng ta gọi cái hàm get footer. Đó, đơn giản như này thôi. Và bây giờ nhá, mình đang có controller này là student controller đúng không? Có cái view index này đúng không? Mình cứ thử vào nhá. Controller này, student này. Student không có s đúng không? Và gọi hàm index này. Mình có cần cái đoạn method bằng index nào? Mình xóa đi rồi. Xóa đi thì cái method nó bằng gì? Vẫn bằng index đúng không? Cho nên là nó vẫn chạy đúng không? Nhưng mà tại sao nó không ra? À đây mình kiểu PC này. Ơi, mình bị gì ạ? Cái helper của mình nó làm sao? Bị sai là cái footer mà là footer thành PC. Đó. Thấy không?
đây nhá. Đầu tiên này, tạo controller student này, được chưa? Include cái view của student index vào này, được chưa? Hiểu không? Ở trong cái index này nó làm gì? Nó get header và get footer thì nó lấy đâu ra? Nó lấy trong cái helper này. Đúng. Tại vì helper này nó được include ở bên ngoài index này. Mà em include cái gì ở đây thì nó sẽ xài theo kiểu global ấy. Ở đâu cũng xài được. Tại vì là nó bắt đầu từ cái thằng index này mà. Sau này các bạn học Laravel thì nó cũng có một cái file index này. Các bạn định nghĩa cái gì ở file index là tất cả những cái view hay là controller hay là model nó đều gọi, nó đều nhận được. Nó gọi là gì? Entry point, tức là điểm bắt đầu. Các bạn thử đi. Thì nó cũng giống như là home controller hay là out controller thôi mà. Có điều là ở đây là mình viết thêm cái get header, get footer trong cái file helper này thôi. Tức là còn nếu bạn nào mà không thích chơi kiểu này thì chơi kiểu cũ. Chơi kiểu cũ là gì? Tức là các bạn viết như này. Nó hơi dài một chút, đúng không? Bây giờ các bạn thử thực hành đi. Mình tiếp cái phần mô đồ. Thấy bạn nào cũng ngơ ngơ. Thử hành đi, sau đó chút nào cũng hiểu rồi. Đầu tiên nha, các bạn thân mình cái file này này. Tạo hết rồi chứ ạ. Đó, sau đó tạo cho mình cái file tạo một folder student trong folder có index. Và gọi cái hàm get header và get footer trong này thôi. Sau này các bạn định nghĩa cái học thằng Laravel các bạn sẽ làm tự như thế này. Nhưng bây giờ là mình làm các bạn sẽ hình dung trước là nếu mình làm cụt nó thế nào. Sao Facebook thì nó gần giống như này. Các bạn không tin các bạn học sau này thì sau bạn học Facebook sẽ nó gần tương tự này, các bạn làm Facebook cũng dễ luôn. À, student controller nó khác gì cái home controller đó. Nói chung là controller thì nó khá giống nhau, nó chỉ là một class có các cái method thôi. Còn helper thì đây nó chỉ là các cái hàm thôi nhá. Index thì nó là hai, gọi là hai cái này thôi. Còn các bạn nhớ index thì include cái ut helper vào để các bạn gọi được cái hàm get header và get footer khắp nơi. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn nhá, nhìn lúc đầu thì các bạn nhìn thấy là ui, sau mình phải làm phức tạp này. Nhưng mà sau này các bạn ứng dụng phức tạp lên, các bạn thuốc kiểu này rất là sướng. Nó cứ là gì, nó sẽ tạo ra các order, phân chia các cái controller nào xử lý cho cái nghiệp này. Tức là ví dụ sau này nhá, các bạn tìm muốn tìm là bây giờ mình muốn sửa cái thông tin liên quan đến sinh viên này, các bạn tìm vào cái bàn kia. Nó sẽ tách ra, nó đóng gói. Đó. Ứng dụng cao phức tạp thì chúng ta phải có cái cách tổ chức code nó thông minh hơn, nó sẽ may tên hơn.
đọc một cái view này. Cái view cái header. Đó, cái đó, cái đó. Bắt vô. Header sau này có phần này. Header là mình tải từ về đây thì thấy cho lên mà. Header này. Có cái phần CSS này. Header là có từ phần đốc sai từ giờ này từ cái nắp NB. Trong student này, bây giờ chúng ta sẽ làm sẵn cái table nhé. Thì ở đây chúng ta thì danh sách sinh viên mà, đúng không? Container này. Trong container có row này, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái table có 12 cột, cùng một đêm 12. Base 3 gì ạ? Base 3 gì? Tạo bảng. Table thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có, chọn table border luôn nhé. Đây mình sẽ có này, ID này, có gì ạ, ID, full name và code, address, full name này, code này, address này, có gì nữa, có age và date of birth đúng không, age này, DOB này, B được chưa? Có class ID đúng không nhỉ? Chúng ta để là class thôi, lớp thôi. 1 2 3 4 5 6 7 7 cái đêm đúng không? 1 2 3 4 5 6. Ví dụ mình có ID là 1, full name là Quyết đúng không? Trần. Code là 1 5 5 4 2 5 8 đúng không? Address là ở Hà Nội. S là 25, sinh năm 1995, 07, 09, class là PP chẳng hạn, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ được cái table như này, đúng không? Sẽ duplicate lên nhiều bản ghi cho bạn xem nhé. Đấy, nhiều bản ghi thì nó sẽ trông như thế này, đúng không? Và chúng ta có thể có thêm các cái action nữa, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có thêm các cái action đây. Action là gì ạ? Có thể là gì? Sửa hoặc là xóa đúng không? Mình sẽ có thể A này, chấm này, btn này, chấm này, btn gì ạ? Sửa, chúng ta sẽ để btn primary nhé. Rồi, edit đúng không, danger, cái nút xóa là nút nguy hiểm cho nên chúng ta sẽ để danger, delete đúng không, đó, và đặt cái kết lên thôi, đó. Cái này kiến thức về frontend đúng không?
Khi mà dạy các bạn đứng như này, không cần table đâu. Đây, mình dẫn thì mình sẽ là controller student nó để cover là hàm đấy. Mình rút view là student controller. Include cái view student như này. Đây, view này, student như này. Xong chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu viết cái thằng mô đồ đầu tiên này. Mình sẽ viết một cái mô đồ này. New file. Tạo mình một cái mô đồ là mô đồ student. .pp. Yeah, mô đồ student này. Đó. Định nghĩa này, class này. Yeah. Student. Cái thằng student nó dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu đúng không? Mà chúng ta đã có một cái lớp gì để tương tác với cơ sở dữ liệu trước chúng ta viết rồi nhỉ? Lớp này này, database này, nhớ không? Nhớ không? Bây giờ thì chúng ta sẽ include cái file để vào đây. Include, các bạn nhớ include one nhé. Biết tại sao mình include one không? Include one là hàm gì các bạn biết không? Không. Include one ấy là nó chỉ include một lần. Nếu mà em gọi hai hàm include one thì nó cũng chỉ include một file thôi. Và nó không bị lặp lại cái file đấy, hiểu không? Ví dụ như em include header hai lần nó sẽ hiển thị hai cái header. Nhưng mà nếu em include one hai cái lần header thì nó chỉ thị một header, hiểu không? Include one gì ạ? Multi gì? Database đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ ấy là database nó được include ở bên ngoài nên không cần nữa, hiểu chưa? Các bạn có thể dùng cái lớp database đây. Các bạn viết extend, nhớ từ khóa extend không? Ờ, kế thừa đúng không? Extend database. Khi mà extend thì làm sao nhỉ? Nó sẽ có gì ạ? Toàn bộ các gì?
các cái phương thức như là thuộc tính của cái thằng thằng cha đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ viết một cái hàng function này. Function là get all student đi chẳng hạn. Get all student để lấy tất cả các student trong cái dữ liệu thì ta sẽ có câu là SQL là gì ạ? Select gì? Sao from gì? Student nói gì? Đúng không? Student, đúng không? Rồi, khi mà có câu là SQL thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Thực thi nó bằng bằng cái gì? Bằng bằng hàm gì? Bằng phương thức gì? Bằng phương thức gì hả Phượng? Hả? Phương thức gì nhỉ? Phương thức gì của connection? Query đúng không? Nhưng bây giờ cái connection để lấy như nào? Bây giờ làm nào để có connection ở đây? Đó là connection bằng gì các bạn thấy không? Là đó là git cho đến get connection. Biết cái hàm này ở đâu ra không? Đúng rồi, cái thằng database này nó có cái hàm là get connection này thấy không? Đó. Bây giờ việc của chúng ta làm gì? Đô la connection gì? Cho đến gì? Query đúng không? Query truyền câu lệnh SQL vào. Và chúng ta sẽ có một cái result để chống lại đúng không? Và chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Một cái mảng student dollar student bằng array được chưa? Chúng ta sẽ gì ạ? Why gì ạ? Dollar gì? Row bằng gì? Result cho đến gì? Set sau ra lấy ra các bản ghi thôi. Và chúng ta mỗi lần làm ra chúng ta nhét một cái row này vào cái student đúng không nhỉ? Student bằng là row. Và cuối cùng chúng ta return cái gì ạ? Chúng ta trả về gì? Danh sách sinh viên. Student. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Include cái file student vào. Vào index include này, model này ra student được chưa nhỉ? Để em đăng nhé, không lỗi gì, chúng ta include thành công, chúng ta cũng kế thừa thành công đúng không? Bây giờ chúng ta vào cái student controller này, đô la này, student này bằng này. Chúng ta sẽ khởi tạo cái student model. Bằng gì ạ? New gì? New gì? Student. Cái student này lấy đâu ra? Nó đã include ở file index này, đúng không? Được chưa? Cái gì include ở file index này là xài được global hết. Sau đó là student sẽ bằng gì ạ? Đô la gì? Student model cho đến gì? Cho đến gì? Chúng ta vừa mới một cái hàm gì nhỉ? Get on student này. Wow. Bây giờ thử va đăng cái thằng student này ra nhé. Và đai nhé, để dùng chương trình nhé. Đây các bạn thấy này, Ezobre các bạn sẽ nhìn này. Đó, thấy không? Nó lấy ra 12 bản ghi này, thấy không? Chính là 12 cái bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Đó.
Hình dung không? Các bạn thấy cái mô đồ nó tương tác với cơ sở dữ liệu không? Nó lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và nó ném cho thằng controller xử lý. Được chưa? Và việc còn lại của bạn là gì? For each ở trong thằng index này. Đúng không? Đây này. For each ở đây thôi. Nhớ cái cú pháp for each nhỉ? PP này, for each này. Được chưa? Đô la gì ạ? Student. Tại vì bên kia có một biến là student mà. Chúng ta include cái file này vào này. Đây này, bên này có biến student thấy không? Student sẽ bằng for each student s student. Student đây là số ít nha. ID đúng không? Thì chúng ta sẽ echo thôi đúng không? Echo dùng dấu gì ạ? Dấu bằng đúng không? Đô la này, student. ID đúng không? Tại vì nó là một associate array có ID này, thấy không? Tiếp tục chúng ta lấy gì? Các cái thông tin khác liên quan đến full name đúng không? À, nhưng mà đây có thông tin liên quan đến lớp này. Cho nên chúng ta phải viết cái câu lệnh, sửa lại câu lệnh SQL đúng không? Vẽ on student này. Vẽ thêm cái gì nữa? Cái gì? Đấy lớp mà. Phải gì? Để lấy lớp chúng ta phải làm gì nữa nhỉ? Join đúng không? Lép join. Tại sao phải lép join? Trong trường gì? Sinh viên không có lớp đúng không? Chúng ta phải select student.sao. Chúng ta chỉ cần lấy những thông tin thằng student.sao thôi. Chấm sao. Phải cái gì nữa nhỉ? Cái gì nữa nhỉ? Lấy thêm cả tên lớp nữa đúng không? Tên lớp của chúng ta là lưu trong bảng classes đúng không? Classes có một cột là cột name đúng không? Chúng ta sẽ viết là classes.name.s s alias nhớ không nhỉ? Chúng ta thay đổi cái tên của lớp thôi. Class của dưới name. Lép join. Lép join gì nhỉ? Classes đúng không? On. On gì ạ? Student chấm gì? Student chấm gì? Class ID đúng không? Bằng gì? Class ID chấm ID đúng không? Đó. Rồi, bây giờ back lại. Đây. Full name đúng không? Đó là cái cột của user thôi. Cột mã sinh viên, address, địa chỉ sinh viên, age, date of birth, DOB, class thì chúng ta sẽ có từ khóa gì ạ? Class bên dưới gì? Class name đúng không? Chỉ là cái alias của mình, đúng không nhỉ? Đó, và các bạn sẽ được kết quả như sau. Sau đây bạn mỗi các bạn Nguyễn Đồng Hạnh này nhỉ? Hả? À ừ, for each này chưa end for each này, sorry. PP này. Wow. End for each đúng không? Chúng ta có mở for each rồi. Chúng ta phải có end for each. Nhớ các bạn for each là nhớ có dấu hai chấm đây nhá, hoặc các bạn phải dùng cái dấu ngoặc nhọn nhá. Dấu hai chấm này. Dấu hai chấm thì các bạn sẽ dùng end for each ở đây. Đó. Thấy không? Đấy là cách các bạn lấy ra danh sách sinh viên trong mô hình MVC. Và các bạn hiểu cái mô đồ chưa? Cái mô đồ đây là nó dùng để tương tác với các sở liệu thôi. Nó là một cái hàm truyền vào, có thể có tham số hoặc không có tham số đúng không? Ví dụ đây mình muốn tìm kiếm chẳng hạn thì mình sẽ truyền thêm tham số vào, hoặc là mình muốn limit thì mình truyền tham số vào, hiểu không? Đó. Và nó sẽ trả về gì? Một cái array. Và chúng ta dùng array để làm for each. Đấy. Cái làm student này bây giờ muốn thêm một sinh viên nhé, mà chúng ta có làm gì không ạ? Chứ chúng ta biết làm gì rồi sửa to ấy, hiểu không? Bây giờ muốn thêm một sinh viên cực kỳ dễ, chúng ta chỉ lấy dữ liệu từ form, sau đó là gọi to lúc vào sao
index trong file student đấy ạ. Review này em còn xem cái gì ở đây đấy, trong này nó chỉ có mỗi cái này thôi. Vấn đề để đến được trang này thì em phải biết trong controller đang đâu. Controller đâu, sắp đến controller đâu. Thì nghĩ nhanh chưa? Rồi, bây giờ em có cái hàng rồi, bây giờ em làm nào? Em làm nào để có thể truy cập được đấy? Hỏi đưa ra bằng sử dụng này. Hay từ đầu hồi mà. Đấy thì bây giờ các bạn đã hình dung được cái mô hình MC nó luôn chạy như nào chưa? Bắt đầu chúng ta nó sẽ vào cái index này. Đây, bắt đầu chúng ta đi vào cái index này đó. Sau đó thì thằng index nó sẽ điều đối với thằng controller này. Được, thằng controller nó sẽ gì? Nó sẽ là gọi đến thằng model để nó truy vấn được số liệu. Thằng controller này, nó lại gọi đến thằng model đây. Thằng model này tương tác với số liệu bên ngoài này, nó là trả dữ liệu, nó là trả controller. Dạ, controller là gì? Kết hợp với thằng view ở đây. Nhưng mà ở đây các bạn thấy cái code mình rất là clear nhé. Cái nào tương tác với số liệu nó làm ở đây, cái nào liên quan đến số liệu nó làm ở đây, cái nào liên quan đến những việc nó làm ở đây. Thế nên các bạn thấy thì toàn bộ cái khai thác tên lửa nó làm ở đây. Đó. Như thế gọi là tổ chức dự án nó hợp lý. Cái này cực kỳ quan trọng nhé. Sau này không phải cái dự án nó cũng có chạy bằng Facebook đâu. Còn những dự án đó, chạy bằng Laravel hoặc là chạy bằng PHP thuần luôn đấy. Còn những dự án đấy nó cũng không theo hình MVC luôn, nó là code từ đầu một code bằng PHP thuần luôn. Đó. Một bằng MySQL đi con đấy. Với những hàng rất là cơ bản đấy. Cho nên là đừng quên từ cái này nhá. Cực kỳ quan trọng luôn. Nó là những cái gốc rễ của vấn đề.
Bây giờ sẽ bảo là em có website cần VT mà nó biết được VT thuật được. Anh em 6 tháng anh đi dùng VT. Thế thì nó đối với bộ học sinh thôi. Đây là điểm mấu chốt mình muốn nói như thế thì các bạn phải học những cái cơ bản trước. Không phải mình học cũng không được đâu. Cái đây này. Đã. Đã. Kéo này sau này các bạn lại sáng tạo ra cái Facebook các bạn làm sao? Wow, quá nhiều cái mô thằng nào tự mình vẽ làm cả mình vào làm. Cơ bản trong cái thằng bộ đồ này nhá, nó chỉ là câu lệnh SQL hết thôi, vì nó là tương tác sử dụng. Điều kiện cũng liên nối hai bảng với nhau.
đây sao cứ bật cái tiếng Anh lên làm gì nhỉ? Mà sao thì không có câu hỏi đấy, quay đi chứng minh là có câu hỏi đấy. Mình như này các bạn để hỏi cho con số lượng con số đây không tìm được cái file này nó đồ này cái sai model cái sai rồi model cái ba lần mà từ model cái sai rồi model mà cái lơ nha vừa cái lơ vừa cái chỗ khác rồi cái file này cũng đúng chưa mọi người ra đây chưa ạ? Em mình group cái đấy chưa? Mình group cái header vào cái đấy chưa này? Còn mọi người biết ở đây cái index ở bên ngoài cũng như index này là entry point, tức là tất cả những gì em mình group đây thì nó sẽ ở dạng global. Ở đâu khi gặp được học nhanh xuống một quẩy nào. Rồi một trường khác thì không
ngoài đấy. Forex mà đây trong đồ mình đã forex đã quay rồi, sau mình nhét vào cái tiền student này á. Còn bên kia là chỉ dùng forex để nó làm ra cái student này thôi. Khó hiểu nha. Hả? Có khó hiểu không? Theo thầy cấu trúc cô dịch này nó rõ ràng không? Nó có theo kiểu đối tượng thôi. MC nó là kiểu đối tượng này, view là ra view mà cái gì liên quan xử lý là cái gì liên quan xử lý liên quan. Sau này các bạn là quen được các Facebook ấy, nó thế các bạn thật thế bạn không tin mở cho các bạn xem luôn. Đây này, mở Facebook khác đây này, Laravel nhé. Nó cũng có một cái folder là, các bạn đừng quan tâm folder khác, nó cũng có một folder là controller thấy không? Nó cũng này, có các controller thấy không? Đây, controller này thì có các cái hàm này. Đây, function này, thấy không? Được, nó có điều có thêm tham số thôi, đây này. Nó cũng là các cái hàm thấy không? Đây, hàm, function, đó. Đấy là controller nhé. Nó cũng có view này, resource này, view này. Đây nó cũng tách ra các cái folder như mình này. Đây index này, thấy không? Đó, nó cũng có model, app này, model này, đây các cái file này. Nó có các cái hàm trong này, để các hàm này là liên quan đến truy vấn cơ sở liệu thôi. Được. Đó, thì thường là các một cái dự án thật nó cũng như này thôi. Nó không có gì khó hơn đâu. Thì các bạn cần nắm cái này này. Các bạn học Facebook cũng dễ luôn. Học chưa? Bây giờ làm cái thêm thôi. Student này à, cái thêm thì mình sẽ có một cái form thêm đúng không? Function này create đúng không? À, mình sẽ include cái view. Include cái view. Đây, copy paste chúng ta nhanh nhé. Nhưng mà bây giờ mình sẽ để view là create. Mình sẽ tạo mới một cái file create trong thằng student này nha. Create.php này. Get header và get footer. Get header. Tôi ship D lên này. Footer. Đó, ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái form đúng không? Mình copy cái form đó thôi, mình làm lại cái đầu. Row md6 cái ba form add new student. Ôi thôi mình copy cái code kia nhanh nhá các bạn nhá, code cũ ấy các bạn nhớ, các bạn nhớ trước là mình làm cái code cũ không, nhớ đi xem code cũ ở đâu nhỉ. Nó folder MySQL PP.
đây này, create đây này, đây này, copy cho nó nhanh nha các bạn nhá. Ok không? Cái này chỉ là view thôi mà, đúng không? Paste vào cho nhanh nha, gõ lâu lắm. Bây giờ nhá, các bạn muốn truy vào cập vào cái đấy thì các bạn thêm dấu và này, method này bằng create. Đấy, thấy không? Sao lại copy bị thiếu mất cái đấy à? Cái nút à? Có cái nút đấy. À, cái đoạn lớp này nó đang có vấn đề. Bây giờ ta phải lấy ra cái lớp. Mình tạm thời mình cắt cái đoạn này. Đây, đó. Cái lớp này mình tạm thời mình để một cái input và để class ID đây. Cho nó easy đối với các bạn đây chứ. Class ID. Wow. Các bạn cố lên làm nốt cái này chúng ta về. À, bây giờ ấy chúng ta sẽ để cái action, không phải là để store nữa mà gì ạ? Sửa gì ạ? Controller. Bằng gì? Student. Yeah. Và method bằng gì? Create, sao lại create? Create thì chính cái file này à? Chúng ta nên tạo một cái function nữa là gì? Hôm trước chúng ta tạo một cái file gì nhỉ? .pp nhỉ? File gì để xử lý dữ liệu từ cái thằng là từ cái thằng add create nhỉ? Store, đúng không? Store. Và chắc chắn là chúng ta phải tạo một cái function là store trong này, đúng không? À, chúng ta thử 3 năm nhé. 3 năm gì? Đô la gì? Mình dưới post đúng không? Tại vì chúng ta tạo mới dữ liệu mà, đúng không? Petro Rare M5 này. Mình sẽ nhập tên sinh viên này, nhập mã sinh viên này, nhập trend này, nhập tuổi này, ngày sinh này, class ID 1 này, nhấn tạo mới này, đi này. Thấy không? Nó đã gửi dữ liệu sang cái thằng gì? Store, method store. Bây giờ các bạn chỉ việc gì? Gọi ra và update thôi. À, nhưng bây giờ ấy là chúng ta sẽ phải gọi cái thằng model sinh viên ra đúng không? Đây. Bây giờ chúng ta chưa có hàm store ở trong cái thằng student đúng không? Chưa có đúng không? Nhưng các bạn nhớ trong lớp database có hàm store. Nhớ. Chúng ta chỉ cần viết như sau này. Store. Cái bước này là các bạn biết là nó sẽ làm gì không? Chúng ta định nghĩa một cái function ở bên trong cái thằng con thì nó sẽ làm gì thằng ra? Nó sẽ bị override đúng không? Biết không? Mình sẽ có một cái result này. Store này thì chúng ta cũng sẽ truyền data vào. Nhưng mà chúng ta bây giờ không cần truyền cái tên bảng nữa. Tại vì ở đây chúng ta đã, cái model student là chúng ta chắc chắn biết là nó tương tác cái gì, cái bảng gì. Student có S đúng không? Đúng nhỉ? Chúng ta có thể viết như sau này. Result bằng đô la, hoặc là các bạn viết là parent. Biết parent đại diện cho gì không? Đại diện cho cái thằng mà nó kế thừa. Được chưa? Store. Và cái bảng là gì ạ? Student. Chúng ta chuyển thêm cái data vào đây. Và chúng ta return result này. Thế thôi. Thử nhá. Quay lại cái thằng store. Store thì chúng ta sẽ lấy ra cái thằng $post. Lúc nãy chúng ta va đâm cái thằng $post như này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái thằng này, ví dụ là chúng ta có full name code address hết này đúng không? Full name này bằng này $post đúng không? Gì ạ? Full name đúng không? Tương tự chúng ta sẽ có gì ạ? Code này có gì ạ? Address này có gì ạ? Hết đúng không?
có data bus đúng không nhỉ? DOB. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi ra này, đô la student model này, cho đến này store này. Store này sẽ truyền vào một cái associative array. Có full name, có code, có address và data bus đúng không nhỉ? Đây. Mình sẽ làm như này cho nó nhanh nhá. Đô la. Đây. Được chưa? Mình sẽ thử nhá. Bánh lại. À, mình sẽ nhập là Nguyễn Thị Tuyết chẳng hạn, đúng không? Mã số sinh viên này 122222, address là ở thành phố Hồ Chí Minh, tuổi là 26, ngày sinh 1994-08-09 chẳng hạn, class ID là 2 chẳng hạn, và nhấn tạo mới. Các bạn thấy nó ra trắng trắng không? Bây giờ mình quay lại cái trang student xem nó có tạo thêm một cái student mới hay không nhé. Đây các bạn nhìn này, chất lượng không? Bây giờ ở đây sau khi tạo xong thì các bạn có thể chuyển hướng về trang chủ bằng cách là gì? Rồi gọi hàm gì nhỉ? Làm gì? Header gì? Location đúng không? Nhưng mà các bạn viết là khi nào cũng chuyển hướng về trang chủ ấy là lúc nào cũng phải gọi header location viết là dài, các bạn viết vào helper này, một cái hàm chuyển hướng, được chưa? Function redirect, được chưa? Redirect tức là chuyển hướng. Các bạn sẽ có một cái path ở đây. Header return header location. Rồi thêm gì ạ? Path. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ gọi thằng redirect này này. Header 2 chấm này, location nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gọi này. Redirect. Redirect hỏi. Sượt hỏi đúng không? Controller đúng không? Bằng gì? Student đúng nhỉ? Đúng không? Đấy. Nhìn nó có vẻ ngầu ấy, nhưng mà thực ra là nó grab lại, nó là một cái hình thức đóng gói lại cái hàm và header location thôi. Chúng ta không phải viết location, viết đi viết lại cái đoạn đấy, được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ thử tạo mới nha. À, mình sẽ thêm một cái link ở đây. Link ở trong cái index này này. Cái nút thêm mới. Mình sẽ có một cái này div này, đúng không? Có a.btn.btn primary này. À, mình sẽ để link sượt controller bằng student and action bằng gì ạ? À, and method bằng gì ạ? Create, đúng không? Đây mình sẽ để là add new student. Em nằm. Đây, add new student thấy không? Click vào đây, nó sang trang này đúng không? Tạo mới nha. Bla bla gì đó. Class đi chọn 2 chẳng hạn, nhấn tạo mới. Chuyển hướng về trang chủ và các bạn thấy ID 16 không? Ui, mình code không hề lỗi luôn. Code từ đầu cuối không hề lỗi một tí nào luôn. Chất lượng ngoài. Rồi, cái chỗ này mọi người có chỗ nào không hiểu không? Cái chỗ tạo mới sinh viên này. Có cái đoạn này hơi khó hiểu này, là mọi người chưa biết này. Path store này. Cái đoạn này, ngắn nhìn như này mà nó kia rất được vào cơ sở liệu. Như các bạn có thể đoạn 19 nào. Có hiểu không? Không hiểu không? Cái path này này, nó đại diện cho các bạn lớp mà nó kế thừa. Path là cha mẹ. Được, và nó bây giờ từ thằng nào? Thằng bay đúng không? Thằng sử dụng đứng, thằng bay này, cái từ thằng bay. Mà trong thằng bay này nhá, nhìn này. Thằng bay này. Thằng bay nó có một cái hàm store này không? Hàm store. Có hàm store.
gì Tây Hồ đã làm đó. Nhưng mà ở đây cái quân đội chúng ta ấy, nó là đường chắc chắn nó sẽ tương tác phản sư đúng không? Thế nên mình gọi là so ra là một chiến sư đường vào ném ra đạn này hiểu không? Đấy, nó thế thôi. Đấy, trông nhìn quân ngắn gọn không? Có hai dòng thôi nhưng mà thực ra nhé, là nó cập nhật được sự việc này. À, nó thương trị rất là cái bột không? Ok, mình hiểu rồi. Thì các bạn có thể tạo một cái hàm khác được. Ví dụ là save student đi. Store student. Ví dụ này. Sau đó bạn gọi bên kia. À, nếu mà bạn nào bị lỗi warning thì các bạn tạo một cái store student nha. Để tên nó khác thành trang. Các bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Không hiểu chỗ nào thì hỏi nhé. Nói chung là buổi nay là một cái dụng kiểu mình MC đúng không? Cách chúng ta chia các layer đúng không? Và cách mà chúng ta có thể biết mô đồ là gì, controller là gì và view là gì. Đó, cơ bản là thế, còn về nhà cũng như thế, xem là video của mình hết. Buổi nay chúng ta chỉ ở đây thôi. Xong chúng ta hạ. Buổi sau thì chúng ta có thể làm rõ hơn về cái phần liên quan đến năng lực đăng ký. Cái này các bạn về nhà ấy, cố gắng dành cái phần phân trang này. Phân trang tìm kiếm này. Được chưa? Tức là chúng ta mở rộng cốt này lên này. Đây là mình đang làm phần cái kiến trúc cơ bản, cái lưu trình của nó. Về nhà các bạn phát triển cái này. Sau buổi sau chúng ta làm thêm lốt cái phần liên quan đến năng lực đăng ký nữa. Sau buổi phần này chúng ta triển khai cái rồi các bạn nghỉ nhé.